Rồi, hai bước nữa thôi, bên trái. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Đây, chị mở giúp cho. Bây giờ thì chúng ta đã ngồi vào vị trí rồi. Bây giờ xin mời hai anh chị hãy giới thiệu về bản thân mình. Mời anh trước tiên. Em xin giới thiệu, em tên là Vũ Văn Lưu. Hôm nay 43 tuổi. Quê anh Lưu ở đâu? Quê em ở Thái Bình. Thái Bình, mình vào đây lâu chưa anh Lưu? Em vào đây được 5 năm. 5 năm, mình đang làm công năm. Việc gì? Em mình đang làm bên công ty xây lắp điện 2. Và mình sống trong này với ai? Đấy, em ở mình. Ở mình, ở chỗ nào, quận mấy? Em ở quận 5. Làm thì quận 3. Mời em giới thiệu. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào các bạn. Mình tên là Quỳnh, hiện đang làm giảng viên tiếng Anh ở một trường cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở Sài Gòn từ nhỏ. Quỳnh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em được 39. 39. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Quỳnh? Dạ, điểm mạnh của em là em chăm chỉ với em chịu khó. Còn điểm yếu của em hay quên. Hay quên. Dạ, nhưng mà em học bài thì em thuộc. Nhưng mà em không biết sao có nhiều chuyện em hay quên quá. Có nghĩa cái gì đúng chuyên môn của mình thì mình dạ, sẽ đúng thuộc rồi ạ. Giống như Tường vậy đó, bây giờ không có trí nhớ, không có để ý. Nhưng mà vô chuyên môn kiểu học kịch bản, học lời thoại đồ đó, thì mình đọc cái là mình thuộc liền. Dạ. Nhưng mà ngoài ra những cái việc khác trong cuộc sống thì mình lại không có khả năng nhớ. Dạ. Cho nên là thôi, tại cái đầu mình mà cái máy tính mà nó còn chứa không đầy rồi nó còn phải ngưng, thì cái đầu mình nó cũng vậy. Cái gì cần nhớ mình sẽ nhớ, cái gì không cần nhớ mình quên bớt đi cho đời nó nhẹ nhàng. Cảm ơn chị Tường. Đúng không? Không dạ. Vấn đề gì. Rồi, anh Lưu thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì? Điểm mạnh của em thì siêng năng trong công việc, thích chơi thể thao. Chơi thể thao môn gì? Cầu lông. Cầu lông. Biết nấu ăn. Điểm yếu thì không uống được nhiều rượu, bia, không hút được thuốc lá. Rồi, vậy đi làm không có ngoại giao, không có tiệc tùng gì trong công ty rồi này kia. Uống thì uống được mà không được nhiều. À, có nghĩa là mình chỉ để là ngồi xã giao cho vui, giao lưu thôi đúng không? Dạ. Rồi, có tật xấu gì nữa không? Ví dụ là nếu mà đi uống mấy chai là về khỏi tắm luôn. Về khỏi tắm luôn. À, coi như là nhậu xỉn về ở dơ đi ngủ. Chà, cái này mày mốt lấy vợ cũng mệt rồi nha. Thì thôi là đừng có nhậu, chứ nhậu về không. Nhưng mà tại anh ở một mình anh mới về ngủ luôn, chứ giờ có vợ cũng phải về, cũng phải tắm à. Dạ. Rồi về tình trường thì sao anh Lưu? Cũng đã từng lập gia đình rồi. À, có lập gia đình rồi. Thế mình có con có chưa? Có một cháu gái. Năm nay bao nhiêu tuổi? Nay cháu được 11 tuổi. 11 tuổi, cháu đang sống với mẹ hay với anh? Dạ, cháu đang sống với mẹ ngoài Hà Nội. Bây giờ anh có còn thường có chu cấp hay có thường xuyên thăm con không? Có, mình cũng thỉnh thoảng về Hà Nội thăm con. Có chu cấp hàng tháng gửi qua, chuyển tiền khoản qua. Dạ, dạ. Vậy thì mình đã chia tay được bao lâu rồi? Cũng 6 năm rồi. 6 năm rồi. Chia tay xong rồi vô Sài Gòn. Cái nguyên nhân chính cuối cùng để mà vợ chồng phải chia, phải gia đình phải tan rã là cái gì ạ? Không níu kéo được ạ? Nhiều nguyên nhân, chắc không hợp nhau rồi thôi. Có nghĩa là mỗi ngày một chút, một chút. Ai là người đưa yêu cầu ly hôn? Mình. Rồi cô ấy không có níu kéo hả? Hai vợ chồng không có hàn gắn hả? Không, chia tay thì cũng vui vẻ lắm. Thế là từ đó đến nay cũng 6 năm, vào trong này thì anh đã có mối tình nào khác nữa chưa? À, cũng có, nhưng mà cô ấy đi nước ngoài, đi du học. À, là cô còn trẻ. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi em gái thì sao? Tình trường? Em thấy có nhiều lúc em nhờ ảnh công việc gì đó, ví dụ như chở ảnh qua nhà để gặp gia đình của ảnh. Nhưng mà ảnh từ chối, ảnh nói là em phải tự qua. À. Với ảnh lâu lâu mới nhắn tin cho em. Là thiếu sự quan tâm. Dạ. Đó là mối tình đầu hay mối tình thứ nhì? Dạ, thứ nhì. À, quen được bao nhiêu lâu? Em nghĩ chắc cũng được 5-6 tháng. 5-6 tháng à? Dạ. Cũng chưa có quá sức là sâu đậm. Dạ. Cũng chưa thật sự là hiểu nhau. Dạ. Còn cái mối tình đầu? Mối tình đầu của em chắc lâu lắm rồi chị. Hồi em đi học á chị. À, rồi cái gì? Còn sau này lớn lên thì em có quen cái người nữa. Thì cái người đó thì em thấy không có thiệt tình lắm. Nói đằng lạm nẻo. Ví dụ như hẹn em đi chơi nhưng mà tới phút cuối lại quỷ. Gì kỳ vậy? Dạ, nhiều lần vậy lắm. À, nhiều lần.
này theo tình trường, cái kinh nghiệm của chị có thể là anh này ảnh còn có nhiều mối quan hệ khác. Em cũng nghĩ vậy. Lâu lâu một lần thì đó là sự trùng hợp. Còn nếu mà lặp đi lặp lại thì điều đó chứng tỏ là mình không có thật sự quan trọng với anh. Rồi, thế bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn trai trong tương lai hay là cái người chồng của mình là người như thế nào? Em nghĩ tính cách là quan trọng nhất á. Thì em nghĩ là người đó là người có lối sống tử tế, được mọi người yêu mến. Ừ. Trong cuộc sống gia đình thì nên là người đàn ông có trách nhiệm. Ngoại hình? Ngoại hình ổn là được, nói chung là bình thường là được. Không cần phải đẹp trai sáu múi đâu ạ. Không cần phải đẹp trai sáu múi đâu ạ. Trời ơi, ở đâu ra thời buổi giờ kiếm đẹp trai sáu múi khó lắm em ơi. Rồi, nhưng mà có điều gì em không thích ở người đàn ông không? Dạ em không thích cái tính gia trưởng. Thế anh có tính gia trưởng không? Em nghĩ là đàn ông có một chút chút. Đúng. Có sự quyết đoán, quyết đoán định ở trong đó một cái phần nào đó thôi, chứ còn về đàn ông là cũng phải có một xíu. Công việc lớn thì chắc có lẽ phải ngồi bàn với nhau chứ. Dạ đúng rồi. Là đưa ra mình quyết. Thật ra cái sự gia trưởng ở đây, bạn gái nào cũng nói là không thích người đàn ông gia trưởng. Nhưng mà tuy nhiên trong cái cuộc sống vợ chồng, khi mà đưa ra một cái vấn đề gì đó để chúng giải quyết thì nó cũng phải có, mỗi người phải có cái chính kiến. Nếu mà em lấy phải người chồng mà ba phải, em nói gì cũng mai nói gì cũng em cũng sẽ rất là chán. Cho nên cái người đàn ông nếu mà trụ cột gia đình hoặc là có cái sự hiểu biết thì người ta cũng có thể đưa ra và bảo vệ cái chính kiến của mình, thì cái đó là có một cái chút gia trưởng, chị thấy nó cũng tốt. Tuy nhiên cái gia trưởng mà người phụ nữ không thích ở đây là gì? Có là áp đặt người vợ của mình làm theo cái ý của mình. Ví dụ như là em không được là giao thiệp với là bạn trai, hay là em không được đi làm, em chỉ ở nhà nội trợ, bếp núc, thiêu thùa, ví dụ vậy. Thì cái sự áp đặt đó nó mới là cái gia trưởng. Chứ còn chị Tường vẫn nghĩ rằng là trong cái quan điểm hai vợ chồng, đôi lúc mình tranh cãi nhau thì mình nên lắng nghe nhau, và cuối cùng thì cũng phải có một cái người đưa ra quyết định. Thế còn anh mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Bạn gái thì cũng biết chia sẻ, thông cảm, rồi chăm chỉ, ngoại hình thì cũng cân đối, biết chăm lo cho gia đình. Có điều gì anh không thích ở người phụ nữ? Cam đàn, nhậu nhiều. Nhậu nhiều? Chắc là không thích. Cô giáo có nhậu nhiều không cô giáo? Em không thích uống bia uống rượu à? Không thích uống bia uống rượu, may quá. Có gì nữa không? Không thích phụ nữ hút thuốc. Rồi. Xăm mình. Cô giáo có xăm mình gì không cô giáo? Dạ không. Hồng luôn, may quá. Nhưng phụ nữ là biết nấu ăn. Dạ, cái đó ai cũng biết hết trơn á. Chỉ có là khéo hay không khéo thôi. Đâu, hai người cho Tường xem hình coi. Đâu hình em đâu em gái? Dạ. Hình em to lắm. To lắm mà nhiều người lắm, sao ta tìm ra. Trời ơi, 2, 4, 6, 8, 10. Rồi. 10 người tặng cho anh đó, 10 cô kiếm cô. Bây giờ em phải cho cái gợi ý chứ người ta không thể nào mà tìm ra được em trong 10 người đâu. Đúng rồi. Trời ơi. Nào sao nào, một cái gợi ý nhỏ nhỏ em. Có điều kiện không em? Em là người như thế nào? Em là người nhỏ nhắn nhất cái đội đó hả? Nhỏ nhắn xinh xinh. Rồi dạ, đi hai ba cô xinh nhỏ xinh nhỏ đó. Vậy thôi. Bên đây. Gợi ý. Anh là người có trong hai tấm hình, vậy em chỉ cần nhìn bốn cái người dưới thôi em lựa được rồi. Dạ. Chắc là này. Sao em biết hay vậy, gì vô chỉ cái bụp liền vậy? Thì ngoại hình nổi bật quá mà. À vậy hả? Ủa nổi bật là của em đó hả? Ừ. Trời ơi, tự tin ghê. Nhưng mà hay. Đúng. Ở đây. Em có tóc ngắn không em? Dạ tóc cũng ngang ngang vai à. Tóc ngang vai. Chắc đây. Sao biết người đó hay vậy? Tại nhỏ nhất. Nhỏ nhất. Trời, nhỏ nhất mà tóc ngang vai nữa. Bà gợi ý mà bà sợ người ta không tìm thấy bà hay sao á. Rồi xin mời hai anh chị nhìn về phía cánh cửa trái tim. Các Tường xem coi chúng ta chọn hình, đoán hình hôm nay có đúng hay không. Đúng rồi. Sao ạ? Anh đoán cũng đúng luôn á. Rồi, thế cánh cửa trái tim mở ra, cảm nhận đầu tiên của anh là gì? Thấy em cũng dễ thương. Cảm ơn anh. Em thấy anh cũng giống trong hình nè. À. Hay quá ha. Dạ. Thấy cái đúng liền luôn ha. Dạ. Em không Photoshop. Em cũng đâu có Photoshop đâu. Rồi, thôi được rồi. Này, 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 này. Nay tới chương trình anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ.
anh Hoa, hoa rất là đẹp đó anh. Mà còn nhiều hoa nữa chứ. Có món quà anh Hoa. Trời ơi, còn hoa vừa quà nữa. Trời ơi, em hạnh phúc ghê. Cảm ơn anh nhiều nha. Trời ơi, cô giáo nhẽo miệng dễ sợ. Dạ, em có món quà nhỏ xíu giống như em vậy đó. Cũng tặng anh. Dạ. Bây giờ tôi tò mò quá nè, tôi coi cái món quà nhỏ xíu là món quà gì nè. Có thể tiết lộ được không nè? Rồi. Thế tò mò hú cái gì? Cái gì vậy anh? À, sô-cô-la. Ý nghĩa của nó là gì em? Dạ, sô-cô-la ý nghĩa đó là một cái tình cảm thân thiết và gửi gắm những cái tình cảm của mình trong đó để cho đối phương nhớ đến mình nè. Trời ơi, cô nói mà cô lúng liếng giống kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy đó. Rồi quà này ý nghĩa gì nè anh? Em nghĩ cái khăn đó là em đeo quàng cho nó lúc giống như là trang điểm cho nó thêm nổi bật hơn. Oh, em thích lắm luôn. Đâu, coi. Dạ, cái khăn bằng cổ đúng không anh? À. Dạ, rất là họa tiết, rất là xinh nè. Cái này đi dạy ha. Trời, dạ. Xe lạnh choàng vô cái cổ nó ấm lòng dạ. Gì đâu ha. Đi du lịch nữa chị. Du lịch nữa ha. Rồi, chúc mừng hai bạn anh. Bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai anh chị một chút xíu thời gian để chúng ta vừa ăn uống, vừa trò chuyện với nhau. Xin mời hai anh chị thưởng thức món bò cuộn lê ống tre của nhà hàng Indochine nha. Rồi, hãy thưởng thức rồi trò chuyện. Rồi, ít phút chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn ngon miệng. Cảm ơn chị Tường. Anh có đói không anh? Anh cũng đói. Vậy mà sáng giờ chưa ăn. Anh sáng anh chưa ăn sáng hả? Vội và lại đi làm quá. Anh phải đi làm rồi mới ghé đây. À. Dạ, mai cho em bữa nay không có đi làm. À thế. Lúc trước anh thấy mới nói em dạy cao đẳng. Dạ đúng rồi ạ. À, dạy cao đẳng ở Thủ Đức à? Hay là ở đâu em? Dạ quận 10. Quận 10 à? Quận 10 gần đây mà. Dạ gần đây. Em sợ quay hình nên cái chút cái sinh viên nó về nó gửi cho em tin nhắn. Chắc nhiều sinh viên, ủa sao cô giáo mà dễ thương rồi sao mà có sinh viên nào say đắm cô giáo? Dạ không, sinh viên nó trẻ hơn em nhiều mà. Dạ, sinh viên mới ra trường, sinh viên giống như cô mà mới dạy ấy vậy. Em dạy lâu rồi hả? Em mới dạy được 17 năm rồi. Trước là học về ngoại ngữ hả? Dạ đúng rồi, em dạy tiếng Anh. Nhưng mà anh thì không biết tiếng Anh, sao biết tiếng em được không? Biết tiếng em rồi. Dạ cũng được, dạ cũng được. Tiếng em là dễ thương hơn tiếng Anh đó. Quan điểm gia đình của em là sao? Dạ thì em chỉ cần người sống có trách nhiệm, sống tử tế là được rồi hả? Thì em nhìn anh thì sao? Em thấy hình như anh cũng là người của gia đình có trách nhiệm, cũng chín chắn hả? Chứ anh cũng phong cách cũng là điềm tĩnh đúng không anh? Người điềm tĩnh ha? Không thì tùy từng lúc em. Tùy từng lúc. Lúc sôi nổi lắm. Quen quen là cũng sôi nổi lắm. Dạ. Nhà có đông anh em không? Dạ nhà em có ba chị em gái. Ba chị em gái? Em là chị lớn nhất á. Chị hai luôn hả? Dạ đúng rồi, chị hai. Còn anh? Anh thì lớn nhất từ dưới lên. À, dạ. Út á? Dạ. Nhà anh có mấy anh chị em à? Nhà anh có bốn anh chị em, hai trai hai gái. Dạ. Mấy anh chị gia đình hết, đầy đủ hết rồi. Dạ. Chắc là ba mẹ của anh vẫn còn khỏe mạnh à? Ba mẹ anh vẫn còn khỏe. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Ba mẹ em lớn tuổi chưa? Ba mẹ em chắc cũng, mẹ em cũng được 65 mà. Dạ, nhưng mà mẹ em vẫn còn đi làm. Ủa còn làm à, 65 mà vẫn mẹ em thích đi làm lắm mà. Tức là mẹ em vẫn còn làm tại cái trường học mà lúc trước mẹ em đã từng làm á. Người ta cho mẹ em làm tiếp. Cái mẹ em vẫn cứ đi làm thôi. Ủa nhà là có truyền thống về dạy học à? Dạ, chỉ có mẹ em với em thôi. Anh cũng chị gái cũng làm dạy học. Dạ. Cũng dạy cấp 2. Cấp 2 à? Anh đói bụng thì anh ăn đi anh. Dạ. Mời em. Bà gù vậy, không nghe nói gì hết trơn cái trò vậy. Em nói xong rồi mới ăn đó. Trời ơi, nói xong rồi đó hả? Dạ. Đang mải ăn sáng chưa ăn chứ. Câu chuyện tình yêu mà nói có chút xíu vậy thôi. Bởi vì ta nói con đường tình yêu phải thông qua cái bao tử đang đói cũng không tập trung trò chuyện được. Dạ. Đúng không? Nhưng mà đồ ăn ngon phải không? Dạ ngon. Rồi, bây giờ thí dụ được thì khi nào anh tính tới kết hôn nè?
6 tháng trở lên. 6 tháng trở lên. Và anh định là một lập nghiệp 6 tháng an cư trong này luôn hay là sau này mình sẽ quay về quê? À không, em định ở đây luôn. Định ở đây luôn. Mình vẫn mong muốn tiếp tục sinh con đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi còn em thì sao? Dạ em nghĩ cũng nên tìm hiểu trước để coi hai bên có hợp nhau không. Nhưng mà quan điểm của em, cái suy nghĩ của em mà đó giờ em nghĩ thì em tìm hiểu bao nhiêu lâu thì sẽ là đủ? Tùy người à, em thấy bạn em mới có 1 tháng kết hôn rồi á. Vậy á hả? Dạ. Nhưng mà em nghĩ nếu như em như vậy có được không? Bình thường 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng này cũng bình thường à. Ừ, cũng nhanh quá ha. Nghĩa là ví dụ như tầm 6 tháng, 1 năm thì em vẫn cảm thấy thời gian đó là phù hợp đúng không? Dạ. Tại vì có nhiều người ta không, tôi phải quen 2-3 năm nữa tôi mới lấy chồng. Dạ. Hay là có nhiều người tại vì tuổi mình cũng khá lớn. Rồi, à, hôm nay à, mình đi với ai? Dạ em đi với bạn em. Rồi, xin mời bạn của họ nhà gái vô đây à. Anh đi một mình hả? Dạ. Rồi, mời hai em. Chào hai em, bây giờ hai em giới thiệu về mình trước nè, em gái tên gì? Em chào chị Cát Tường, em tên Yến, học chung với chị Quỳnh, học thêm của em. Học thêm, là học tiếng Anh đó hả? Dạ, học thêm về thiết kế. À, ủa có thiết kế nữa hả Quỳnh? Để em có đi học thiết kế thời trang buổi tối. Wow, hồi nãy không có khai thấy chưa, bởi vậy. Còn em giới thiệu về mình. Em tên Thụy Sĩ, em đến từ Bình Định. Tên Thụy Sĩ? Dạ. Không phải đến từ Thụy Sĩ, đến từ Bình Định. Rồi, cảm ơn em. Thì đến bạn Quỳnh cũng năng động và rất vui vẻ, thân thiện. Anh thì đẹp. Anh thì đẹp. Còn không biết cảm ơn ta nữa đó. Yến có lời gì muốn nói với Quỳnh hay là có lời gì muốn nói với anh đây không? Dạ, em thì ai thấy anh cũng nghiêm túc, trưởng trạc. Hơn chị độ tuổi đó cũng được. Em nghĩ hai người cũng hợp nhau. Chị Quỳnh thì theo kiểu truyền thống, không có nhậu nhẹt hay là gì giống như anh nói. Cái tính cách thì đấy, đoạn này cũng còn công kiến. Cũng rất là thích hợp của phụ nữ gia đình, người bạn của cô chứ. Cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn hai bạn nha. Hy vọng là những cái lời chia sẻ của hai em cũng sẽ hỗ trợ cho cái cặp đôi ngồi đây. Bởi vì nhiều khi ngồi đây người ta rung hồi hộp. Nghĩa là mình được thống nhất là cặp đôi này có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu đúng không? Rồi, cảm ơn hai bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện của hai nhân vật chính nha. Bây giờ mình chơi mấy cái trò chơi nha. Dạ. À, mình bốc thăm đi, trả lời câu hỏi ở trong này nè. Tôi coi trước coi. Trời ơi. Vui, vui lắm. Vui lắm ạ. À. Thích đọc lớn lên. Hả? Hả? Cái gì vậy? Bạn nam hãy cõng bạn nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Hả? Làm được không anh? Cõng thì được á. Mời anh, mà có vừa đi vừa hát nữa nha. Một vòng quanh đây, đó một vòng tròn quanh cái bàn này. Hát bậy gì vậy? Cho em đổi đi chị. Không, cái này chơi cho nó vui. Ông biết không? Má không biết, má em đánh mình. Trời ơi, má biết má là, mà má không biết đâu. Má không biết đâu. Ông anh này anh cao to bự, anh khỏe đó, mình phải thử sức mạnh của anh coi như thế nào nữa chứ. Đổi đi mà. Sao đổi được? Ừ. Đổi mà. Đổi nha. Ở dưới người ta còn kêu cổng kìa. Cho em đổi. Không có được. Đổi đi. Không, bây giờ còn không cổng thì ẩm. Không cho em chọc em nữa. Kệ cho ông trò chọc đi, biết đâu mình lấy được chồng. Nắm tay thì được ạ. Rồi nắm tay nhìn nhau. Dạ. Cắm đuối, hát tặng nhau một bài hát được không? Anh biết hát không? Anh có nhưng mà hơi mắc cỡ. Dạ. Rồi anh, trời ơi, chủ động đi chứ trời. Rồi nắm tay. Nắm dạ. Tay, đó, hai tay luôn, nhìn nhau, hát, tặng nhau. Five little dots went out one day, over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only four little ducks come back. Four little ducks went out one day, over the hill and far away. Mother duck said quack, 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 but only three little ducks came back. Ý nghĩa là gì vậy? Dạ, bài về năm trước dịch con đi ra ngoài rồi bị lạc đó. Thì em có nằm trong năm trước bị con đó không? Dạ không, em không có đi lạc đâu. Em không có đi lạc đâu. Thôi về chỗ hết. Dạ, thời gian. Về chỗ hết thời gian rồi. Rồi mời anh bóc một lá bài. Bạn nữ hãy kể ra 5 tật xấu nhất của bản thân. Bạn nữ hãy kể ra 5 tật xấu nhất của bản thân. Dạ, em hậu đậu. À, em hay để rơi đồ, nhưng mà em cũng rất là nhanh tay em chụp lại được. À, cái thứ hai thì em hay đi sát giờ lắm, cho nên đôi lúc em xui thì em đi trễ. Đó là cái tật xấu em cần phải khắc phục, tức là em phải dành ra nhiều thời gian hơn. À, tật xấu thứ ba
đó là em lười dọn phòng. Rất thành thật, rất thẳng thắn. Dạ. Nhưng mà chính vì em lười dọn phòng cho nên em luôn để phòng của em luôn trong tình trạng rất là gọn gẽ. Rồi. Nói chung phòng em rất là gọn gẽ nhưng mà tại em lười thôi cho nên phải để mọi thứ rất là nguyên chỗ. Chứ em không làm cho nó bày bừa ra. Tật xấu thứ tư của em đó là em hay đi ngủ trễ. Em biết đi ngủ trễ là không có tốt nhưng mà em cứ lại quầy em đi ngủ trễ lắm. Rồi em hay thức dậy hơi bị trễ nữa. Chứ thật ra đi ngủ sớm rất là tốt. Đúng rồi, đẹp da nữa. Đẹp da này nọ. Tinh thần nó tập trung nữa. Dạ. Nói vậy thôi chứ Tường lúc nào cũng sau 12 giờ đêm mới ngủ. Trời ơi, Tường ngủ trễ. À, tại cái công việc chị nó vậy rồi. Dạ. Nhiều khi đi làm về đến nhà là đã khuya rồi. Dạ. Ừ. Rồi. Tật xấu cuối cùng của em đó là em không có chăm vận động á. Em lười tập thể dục. Thiếu thể thao, thiếu vận động. Đó là những cái tật xấu của cô gái ấy. Thật ra chơi cái trò chơi này anh chi để cho mọi người có thêm cái sự hiểu nhau hoặc là có thêm sự va chạm để mình kiểm tra lại những cái thông tin của bản thân mình, kiểm tra lại cảm xúc của mình để trước khi chúng ta đưa ra cái quyết định. Nên ngày hôm nay đến với chương trình thì anh muốn nói điều gì nữa không ạ? Với cô gái này. Bạn kia là cũng người là chăm chỉ. Nhưng có cái điều là chắc là khó tính hay sao á. Rồi, còn em có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về cuộc gặp mặt hôm nay? Về cái người ngồi trước mặt hay là về bản thân của mình cũng được, cảm xúc của mình. Dạ thì em thấy anh tính cũng hiền, có hơi e dè một chút trước đám đông, chứ là anh không có quen đối diện với đám đông. Còn em chắc tại em gặp sinh viên nhiều rồi đó, cho nên em cũng có vẻ dạng dạng một tí. Đâu có dạng đâu, kêu có hát, kêu có cổng điền vòng thôi mà làm còn không được. Má đánh. Má đánh, về ở với má luôn nha cưng. Rồi, còn gì nữa không? Thì em cũng có ấn tượng tốt về anh. Rồi. Tại vì đối với em thì đơn giản vậy đó, chỉ cần là người hiền hiền là được rồi. Rồi, bây giờ thì mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh, nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra. Ha, đây là điều rất là đơn giản, quyền quyết định là ở hai bạn, tất cả mọi ý kiến chỉ là tham khảo. Câu chuyện hồi nãy giờ cũng mặc dù nó ngắn nhưng mà chị nghĩ rằng nó cũng đủ để đo được cảm xúc của mình. Đến với chương trình thì chúng ta chỉ có một cái duyên để gặp nhau thôi, còn sự tìm hiểu để mà có tiến tới xa hơn nữa đó là sau khi kết thúc chương trình chúng ta mới có cái thời gian đó. Tuy nhiên chúng ta có cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu hay không thì nó sẽ thể hiện qua cái nút bấm của mình. Rồi mời anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Dạ. Rồi xin mời hai anh chị nhắm mắt lại. 1 2 3 Hết thời gian. Tội nghiệp, cái bàn dài quá cổ ngồi không tới, cô phải đứng lên cương quyết bấm nút. Rồi cảm ơn hai anh chị, rồi mời anh về bên đây đứng luôn ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Lúc nãy là nắm tay theo yêu cầu của chương trình, còn bây giờ khi chúng ta đã đồng ý bấm nút hẹn hò là chính thức chúng ta trở thành một cặp đôi. Còn cái chuyện tìm hiểu nhau để có tiến xa hay không, giống như Tường đã chia sẻ, đó là do hai người cùng vun đắp nha. Rồi em chào chị, mình giới thiệu về bản thân của mình giúp em ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ. Mình tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, năm nay mình 36 tuổi. Mình làm giáo viên cấp 3 bộ môn vật lý. Điểm mạnh nhá. Điểm mạnh của mình là mạng nó bị cái gì á ta? Mạng của bên chị nó bị trờn á. Bị trờn đó bên em không? Em thấy nghe vẫn rõ chị, vẫn rõ bình thường. Nhưng mà bên em thì nó bị ngắt ngắt á. Nguyễn, chị tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 9 mấy chị? Sinh năm 87 ạ. Sinh năm 87. Rồi, làm giáo viên cấp 3 rồi, em nghe được cái đó rồi đó. Dạ. Điểm mạnh là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Thẳng thắn, thật thà. Dạ. Còn điểm yếu từ hồi nào rồi em thấy năm nay 36 tuổi nhưng mà có một điểm yếu đó là hay bị tin người. Hay tin người thì dạ. có bị người ta lừa hay bị người ta nói xấu hay cái gì đó không? Mình tin người ta quá rồi xong người ta làm cho mình tổn thương không? Dạ thì đó, thì nhiều khi tin người là nghĩ rằng là ai họ nói gì cũng là nói thật, kiểu như mình có gì nói đó, nhưng mà người khác thì đâu phải vậy phải không chị?
nên nhiều khi họ nói như vậy mình tin là như vậy, nhưng thật ra không phải vậy, thì sẽ có bị nhiều nhiều các bạn bè hay là yêu đương thì cũng có thể có tổn thương chị. Rồi, còn điểm yếu gì nữa không? À, điểm yếu hả? Điểm yếu có nghĩa là em không có kiểu như là ra ngoài xã hội có nhiều khi người ta khéo léo hơn một xíu, ví dụ như là không thích ai, ghét ai là người ta có thể giả bộ giấu trong lòng, còn em thật thà quá, kiểu như là Thẳng thẳng tính thì thẳng, quá. dạ thẳng tính, có nghĩa là thích mà không thích là mình không thể nào mà giả bộ mà ra mà giả lá nói chuyện được, em không làm được điều đó. Kiểu như em không thích là em không có tới nói chuyện luôn, nói chung là mình không nói xấu gì người ta cả nhưng mà mình không liên quan thôi. Rồi nhiều khi cái đó cũng không hay, không không tốt lắm, bởi vì thật ra ngoài nhiều khi mình không thích người ta nhưng mà có nhiều người họ để họ có được nhiều cái tốt hơn thì họ cũng giả bộ ra rồi thân thiết để nói chuyện, còn em không làm được như vậy. Kiểu như tính em thẳng á, em đã thích ai là rất là thật lòng, rất là hết chân tình, nói chung là rất là nói dùng từ gì ta, rất là cố gắng, chung là vì cái mối quan hệ bạn bè hay gì vậy em cũng rất là thật thà chân tình, còn khi mà em đã không thấy hợp nữa thì em thôi, chứ em không có giả tạo được, và em không thích người nào giả tạo hết á, người nào mà có gì nói đó thì em thích, còn giả giả ra bộ là em ghét, em không có thích Rồi, người như về sở trường của mình nấu ăn được không? dạ Mà đúng rồi. quay cuồng gì được Dạ không? thì vì em là giáo viên á nên thành ra chỗ đông người hay là em đứng trước mọi người thì em có thể làm được, còn hát thì không có hay, múa thì cũng rất là nhiệt tình với học sinh, tuy năm nay 36 tuổi nhưng mà tính là không có già chị, hiểu không? Em thì Đấy. tính không có già nên là em vẫn học sinh thích, ý là cũng yêu mến cô, là rồi em cũng có tham dự dạ cái đội mà như là vừa rồi 20/11 hay gì đó, có nhảy tập thể lớp em, cô vô cùng tham gia với các em luôn. À, nên là em không, chắc em không hợp với một người mà tính tình mà kiểu như trầm mà ít nói mà già già, em không hợp đâu. À, nên là em thích một người vui vẻ tươi trẻ vậy đó, hòa đồng giống như em vậy nè. Rồi cho cái độ tuổi mà mình mong muốn đi. Dạ, độ tuổi em mong muốn là em khoảng dưới 30-40 tuổi thôi, em không thích người trên 40 tuổi đâu. Còn nếu trẻ hơn thì em vẫn đồng ý, nhìn chung là hình như em hợp với người bằng tuổi em với trẻ hơn em á. Trẻ hơn bao nhiêu tuổi thì Dạ nếu mà trẻ hơn 5 tuổi vẫn được được? à? Rồi. Dạ Cô xinh quá trời xinh. em Bây cảm giờ ơn. cô nói cô hát không hay nhưng mà cô hay hát đúng không? Thôi mời cô hát một khúc đi ha. Dạ có, em có hát. Em hát bài lâu lâu đứng trước học sinh thì một năm em cũng sẽ cố gắng hát cho cái lớp đó nghe một lần, một cái buổi tháng ba Đấy. gì đó em sẽ cố gắng hát để Rồi mình đáp lại nhá. hát tặng ekip một một khúc đi. Dạ hát tặng ekip một khúc vậy để em nhận, chắc em phải mở lời chứ bình thường em không có thuộc lời, em hát karaoke thôi. À chị ví dụ như là về về bên kia là em đàn ông là em không có thích đàn ông nói chị ơi. Tại Không vì có đàn cũng ông nói. dạ tại vì cũng có một vài người tổ chức, cũng có một người tới kiểu như là cũng muốn tìm hiểu mình, nhưng mà ví dụ tự nhiên em thấy người đàn ông nó hói, nó tự nhiên nó Là không không phải thích là em rồi đúng chê người ta, dạ em không chê người ta nhưng mà cái sở thích cá nhân vậy đó, không? dạ, luôn em cũng không Tình trường thì bao, tình trường của mình thì như thế nào rồi cô? dạ tình trường của em là ít đó, hồi đó cấp 3 học xong rồi em học đại học em cũng không có mối tình nào hết, cái lý do là vì vậy đó nên là nó mới giờ là bây giờ em đang làm mẹ đơn thân. Dạ thì em cũng không có yêu gì hết, sau đó em kiểu như yêu rồi kết hôn liền, thế rồi sau Yêu đó có bao lâu nhiều, mà kết hôn? dạ hồi đó yêu có 6 tháng à. Nhanh Dạ đó, ha. dạ bởi vì vậy đó nên là giờ em thấy cái sau đó rồi có lúc tìm hiểu ít rồi, thật ra là cũng như kiểu em nói là cái người họ nói sao mình nghĩ vậy đó chị. Ở bao lâu? Ở bao lâu rồi chia tay? Dạ cũng không có ở lâu nhưng mà với lại chuyện cũ rồi em cũng không có muốn nói nhiều nữa, em chỉ biết Đúng là là chuyện cũ nhưng mà ví dụ như cũng phải nói, tại vì ví dụ như là lên nói với biên tập để biên tập còn biết cái hoàn cảnh của mình nó như thế nào để tìm một cái đối tượng nó phù hợp với mình à đó, thì em tại cũng không ai thì có cũng vậy hết chứ không phải là riêng gì một chị ha. Rồi à thì em cũng không ở được lâu lắm nhưng mà sao ra
là ví dụ như mình ở với nhau ví dụ khoảng bao nhiêu lâu để rồi mình ly dị cách đây bao lâu rồi? Dạ em ở dưới 1 năm mà chị. Dạ. Dạ đi dịch chia tay cũng lâu rồi chị, chia tay lâu rồi. Bữa nay con gái em 5 tuổi rồi. Đây là ly dị cũng 5 năm rồi. Dạ lâu rồi. À 4 năm, 4 năm mà. Lâu. Bốn năm mà lâu gì, người ta cho chục năm người ta cũng vẫn đi tìm người yêu đây, người ta còn ở trong Dạ. lâu nữa. Em tính là không đi nữa rồi đó. Em nghĩ là thôi, nhiều người, nhiều bạn bè em khuyên là thôi Nhung ơi, đừng có lấy chồng nữa không chi hết. Ở vậy rồi nuôi đứa con gái là vui rồi. Nhưng mà ba mẹ, bố mẹ thì nhiều khi cũng muốn là nếu mà cứ ở vậy ngày sau con, hiểu là con ở vậy bây giờ được, cái ngày sau con lớn thì con một mình thì sao? Lúc đó thì sẽ buồn, nên là bây giờ còn trẻ còn được thì đi tìm người nào phù hợp, chứ còn để lâu nữa thì già thì không có người phù hợp, nên là bố mẹ gọi là đi tìm. Mà bữa là cũng có nhiều người, dạ nói chung em giáo viên cũng có nhiều người tới để tìm hiểu, nhưng mà như duyên số em có lận đận sao em chưa chọn được ai, ý là em chưa thấy ai phù hợp được với em hết. Rồi, ok. Thì giáo viên cấp 3 là mình dạy môn vật lý ở trường nào vậy chị? Dạ em dạy ở trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi ở huyện Châu Đức á. Đồng ạ. Đồng Ờ, nai hả? Bà Rịa Vũng Tàu à? dạ Bà Rịa Vũng Tàu, nên là em có chỗ dạy ổn định rồi. Bây giờ cũng có một điều hơi khó khăn một xíu á, là nếu mà em mà lấy chồng á, mà đi xa thì phải chuyển chỗ làm, ý là phải ví dụ như lên thành phố hay đi đâu xa quá thì nó cũng khó. Rồi nếu giả sử tìm được một người ở gần, mà nếu để em mà không chuyển chỗ làm được thì nó tuyệt vời nhất. Tại vì nếu mà xin bây giờ xin việc á, nếu mà giờ lên thành phố thì sẽ không mua được trường công với chị, cái đó là thật á. Còn tại trường dân lập thôi, còn ở dưới này là em có biên chế ngay từ lúc bắt đầu đi dạy. Rồi giờ em dạy được năm nay là năm thứ 12 rồi, nên Vậy là thì bây giờ ví dụ như anh đó, anh về anh ở rể dạ được, em có được nhà. không? Dạ. Tại vì em đang ở chung với ông bà ngoại, nhưng mà ông bà ngoại nói rồi nếu mà em lấy chồng là ông bà ngoại sẽ ua xuống ở chung với lại em trai cũng có vợ có con rồi chị. Nên là bây giờ có hai mẹ con đó, nếu mà anh nào mà về đây có công việc làm ổn định về đây làm ở rể được, em rất là hoan nghênh. Rồi ok luôn. Có cần hát Rồi. không chị? Tìm được bài chưa? Tìm Dạ được bài có tìm rồi, hát nè. em hay hát cái bài của Hồ Ngọc Hà, để em hát cái bài của Hồ Ngọc Hà. Dạ hát một đoạn là được rồi. Rồi em mời chị. Để em nhớ bài Hồ Ngọc Hà là bài tự nhiên nhiều khi em hay quên chứ nhớ, sau khi chích 3 mũi vaccine hay quên. Tìm lại giấc mơ. Dạ rồi, tìm lại giấc mơ karaoke. Dạ em xin gửi tặng ekip mình một bài hát, hát dở mọi người cứ cười thoải mái. Không sao rồi mà Học sinh em hay nói học sinh vậy, cô hát dở em cứ cười thoải mái, mình cứ tinh thần là được rồi. rồi nhưng mà mình lên trên sân khấu là mình hát cha nha. Đêm qua đi sao tim cơn mưa đông như dấu vết thương đã có lúc tình ấm áp trong em cứ ngỡ một đời em yêu anh yêu không đổi tim em yêu anh yêu bằng hoa trái tim nhưng sao anh vội vàng ra đi. Ra đi không chút tiếc thương, đêm dài mình em bật khóc, sao lòng vẫn cố kiên trì. Lời ấm áp cho bao ngọt ngào, vì ta đi lặng lẽ, vì ta đi để em đơn đau. Hàng sâu vết thương riêng mình em thôi, không còn ai đến đợi nữa, không còn ai chia nỗi buồn, chỉ quanh có sương vui ngọt ngào. Dù lòng vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được Rồi, người. cảm ơn chị. Rồi, thì
buổi casting thì của chị đến đây kết thúc ha chị ha. Có gì thì bên nếu mà chị được gọi vào vòng trong và tụi em tìm người phù hợp với chị thì tụi em sẽ liên hệ lại với chị. Rồi em cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ rồi, em xin chào cái clip ạ. Em xin cảm ơn ạ. Em chào chị ạ. Trân ơi, cho chị hỏi lại hồi nãy chị, cái chị kia tên họ và tên đầy đủ là gì em? Trân ơi. Ừ, chị, ok để chị nói lại. Chị có ghi Thúy thôi à. Rồi, em chào chị, em là Uyên, biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Bên cạnh đó thì cũng có một bạn nữa là bạn Trân, cũng là biên tập luôn. Còn bạn thì là ekip của chương trình. Hình như là chị nói chuyện hơi nhỏ đúng không? Chị nói lớn lớn giúp em xíu. Dạ rồi, hiện tại em đang ở bên ngoài đó, thì Trân cũng hơi ồn một xíu. Ừ, nên vậy thì mình nói chuyện to hơn xíu giúp em ha. Rồi, em tên là Xuân Khánh, sinh năm cái gì Xuân Khánh ạ? Dạ Ngô Hoàng Xuân Khánh. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 28 tuổi ạ. Em làm công việc gì và như thế nào? Mình cụ thể xíu chị nha. Em làm bên nhân viên văn phòng, thì hiện tại đang làm cho phòng chăm sóc khách hàng của một công ty chuyên về luật. Rồi, mình nói về điểm mạnh điểm yếu của mình xíu ha anh ha. Điểm mạnh của em là một người có tính cách khá bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc khá là tốt. Nhưng mà điểm yếu của mình cũng là không quá gọi là mạnh mẽ với cái gì đó chị. Rồi, về điểm yếu của mình, mình cứ thoải mái mình chia sẻ với chị ha. Dạ. Có lẽ cũng vì tính cách em hơi khó chịu và hơi lạnh lùng một xíu, thì cho nên cũng trong cái vấn đề mà giao tiếp hoặc là làm quen bạn bè mới nó cũng hơi hạn chế, em nghĩ vậy. Dạ. Còn về em nghĩ là cũng như vậy thôi, chứ cũng không có gì quá nhiều. Đôi khi cũng hơi nóng tính một xíu nhưng mà em cũng kiềm chế được. Nóng tính nhất là những người kiềm chế là kiềm chế người ta. Là em phải im lặng rồi bỏ ra ngoài ạ. Khi nào bình tĩnh xong rồi em lại vào nói tiếp. Ok. Rồi, mình có những cái sở trường gì không? Về nấu nướng, về may vá, theo thùa, hát, ca gì đó. Em có thể hát được. Rồi mời em hát một khúc kinh chị ha. Dạ, cái này em hơi ngại thì tại vì em đang ở ngoài đường hết, cho nên là cũng không tiện lắm đó chị. Thôi hát 2-3 câu cũng được, chị không có cần nhiều đâu, hát nhỏ nhỏ chị nghe đủ rồi, chị nghe là được. Dạ. Bài nào cũng được hết á. Sẽ yêu mãi thôi, mỗi đêm anh thật chết bao đêm. Em biết rằng ngày mai sẽ đến, và đôi ta sẽ mãi luôn có nhau. Rồi, cảm ơn em. Về tình trường về tình trường của mình như thế nào rồi bé Khánh? Dạ, nói chung là em cũng độc thân từ lúc em sinh ra tới bây giờ. Dạ. Cái gì? Là cũng hơn 28 năm. Độc thân 28 năm, tôi biết rồi. Có để ý ai không? Dạ, có, nhưng cái người mà mình thích thì lại thích mình, cái người thích mình thì là mình lại không thích. Thế là, nhưng mà những cái người nào mà em thích mà không thích em, gì miêu tả giùm chị một cái người đó họ như thế nào, họ làm công việc gì? Bạn ấy là bạn cùng lớp em hồi cấp 3 thì lúc đầu em cũng không biết bạn ấy nhiều, nhưng sau này khi mà lên đại học thì em mới bắt đầu chú ý tới bạn ấy nhiều hơn, tại vì bạn ấy kiểu rất là chững chạc một phần, một người trầm tính ấy chị, cho nên là tạo cho mình cái cảm giác là đáng tin cậy. Bạn ấy không phải là người quá một hay là bạn bè nhiều giao tiếp rộng, không, chỉ là bạn ấy tầm tính, chuẩn chạc, công việc ổn định, cho nên là cảm thấy là có thể tin tưởng được. Vậy là những cái anh chàng nào mà lạnh lùng thì là hơi thu hút, hay em hay bị thu hút à? Mình lạnh lùng quá thì coi cái bản tính em cũng hơi lạnh lùng nên cho nên là em nghĩ là không nên. Vậy thì mình bớt lạnh lùng lại thì người khác cũng sẽ bớt lạnh lùng lại với mình. Dạ. Thật ra thì tính của em thì lúc đầu nhìn nó hơi khó gần, nhưng thật ra em cũng khi mà thân rồi em cũng khá là lành. Chị không thấy khó gần, chị thấy ok, tại vì em không biết cách chia sẻ thôi.
Ừ, đúng rồi chị, đúng rồi đó. Lâu giờ chắc cũng phải chắc phải 4-5 năm, em nghĩ là vậy hơn. Rồi trong 4-5 năm đó là mình có thổ lộ với người ta không? Khi em cho nói chỉ giống như là cũng không hẳn là thổ lộ chuyện, nhưng mà nó tương tự như bật đèn xanh đó, thì bạn ấy lại Đâu, em nói thì sao mà bật đèn xanh ba đâu, kể gì nghe coi. kiểu giống như là lâu lâu thì cũng có nhắn tin hoặc là trò chuyện với chị, thì em cũng bảo là hiện tại là em đang khá là độc thân, cũng đang khá là ế đó, cho nên em cũng muốn tìm mối quan hệ này đó để chia sẻ mình những lúc mình buồn đến hẹn. Nói chung là em nói tới mức đó rồi, bên hai đứa cũng đã nói chuyện với nhau nhiều chứ không phải là ngày một ngày hai. Thì khi mà mình nói tới mức đó rồi, nhưng mà người ta vẫn vẫn không không trả lời gì cả, mà chỉ giống như là bây giờ thì tôi chỉ muốn tập trung vào cái việc của mình thôi, tôi còn việc học thôi, nên bên tôi chưa muốn. Thì bạn ấy trả lời như vậy thì em nghĩ là bạn ấy chỉ muốn cố tình đưa đẩy thôi, chứ cũng không không thật lòng là thích mình. Em nghĩ Đúng là vậy. rồi. Rồi. Rồi sau đó thì là không không đơn phương này hết. Dạ không, nói chung nó là em cũng hơi hơi hụt hẫng nhất chị, nên là từ từ như đó. Rồi hơi hụt hẫng rồi tới bây giờ luôn. Cũng hết hụt hẫng lâu rồi chị, nhưng mà dạo này em cũng thấy là hơi hơi buồn mà cũng không có người nói chuyện nhiều, cho nên là em nghĩ là cũng đến lúc mình nên tìm một mối quan hệ nào đó nó hợp với mình. Rồi những cái anh chàng nào mà thích em mà em không thích đâu, kể chị nghe coi. Dạ cũng kiểu đồng nghiệp đó chị, nhưng mà em không thấy được cái sự cố gắng trong công việc của người đó, nó cũng cũng làm em hơi không mang tí nếu mà đi đường dài. Thì em thích những người mà kiểu có chí hướng trong công việc, họ biết phấn đấu, họ biết lo cho gia đình, lo cho tương lai các kiểu, và xem tập cái chuyện gia đình đó, thì nó hay hơn. Rồi về mẫu người thì bây giờ em muốn mẫu người yêu như thế nào nè, để chị đi tìm cho em nè. Dạ, thứ nhất là Về chững ngoại hình trước chạc. đi, Dạ ngoại hình phải dạ cao về trên mét bảy. bình tĩnh chững chạc là chị ok, chị biết rồi, cao trên mét 7 rồi còn gì Rồi nữa. cao trên mét bảy. Công việc Em mét là ổn mấy? định. Dạ em 1m58 rồi. Mét 7 đi, rồi cao trên cao mét 7 Dạ trở lên rồi tiếp tục. công việc ổn định. Công việc nào là em nghĩ là ổn định? Liệt kê một số công việc. Em cũng không rõ là như thế nào, nhưng mà chẳng hạn là bị văn phòng giống như em chẳng hạn, người coi trọng giá trị của gia đình em nghĩ là. Rồi. Tuổi tác, quê quán. Nếu được thì em muốn là quê ở Đồng Nai hoặc là những nơi gần 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 ở miền Nam thôi ạ. Đừng từ xa Đông quá Nam thì gia đình. rồi. Dạ vì gia đình mới mới trong này. Rồi năm sinh thì đừng lớn hơn em quá nhiều, và em đừng lớn hoặc là hoặc là nhỏ hơn em quá thì nhỏ hơn em được 1 vài tuổi cũng được, đừng Cho nhỏ hơn chị em quá thì cho chị cái giới hạn đúng cái độ tuổi mà em mong muốn. Chứ em nói vậy thì chị không biết là em mong muốn như thế nào. Khoảng chừng 95 tới 85. Đó. Đừng quá lớn mà hơn tới 85 là ngon rồi đó. Rồi nhỏ thì nhỏ bao nhiêu? 97 rồi ạ, 97 là maximum thôi ạ. Rồi 97 tới 85 rồi tiếp. Rồi. Mình có cái yêu cầu gì nữa không? Hoặc là em có cái mẫu người nào nhất định không? Ví dụ như một diễn viên nào đó, một ca sĩ nào đó để chị nhìn vô chị biết là em thích cái mẫu người như vậy. Em có thích một mẫu người giống như chị biết đầu bếp Gordon Ramsay không ạ? Đầu bếp gì? Gordon Ramsay. Chị cũng có biết rồi đó. Dạ. Người người Em Mỹ hả? người Anh ạ. Người Anh à? Và chị coi thử trong chương trình siêu đầu bếp đó vậy ạ. MasterChef. Chị có thấy một người giám khảo tên là Gordon Ramsay. Thì em thích mẫu người như thế. Thì em có coi một vài cái chương trình của cá nhân riêng của ông á, thì em thấy là em thích cái phỏng vấn như vậy. Rồi. Còn
Còn cái gì nữa không? Về ngẫu người yêu em có còn cái gì mà em không thích? Không thích hay chị? Đừng 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 nhậu nhẹt quá nhiều. Nhậu vẫn được không ta, giao thiệp bạn bè vẫn được không ta, nhưng đừng làm người nhậu nhẹt quá nhiều nè. Đừng đừng xem bạn bè trên cả gia đình mình nè. Biết lo biết nghĩ cho gia đình và cho tương lai. Rồi, thì buổi casting em còn muốn nói gì không? Thì buổi casting đến đây thì chị cũng nếu mà em không còn nhiều người thì xin khép lại. Dạ vâng chị, thì em cũng phải vào lại làm việc với chị cho nên là em nghĩ Ok, là khá là vậy khó rồi. thì vậy thì cái buổi casting hôm nay đến đây xin kết thúc ha. Rồi có gì Dạ vâng, thì cảm tụi ơn. anh mấy chị ở đây sẽ tìm được là anh nào phù hợp với em thì tụi chị sẽ liên hệ lại với em. Nếu em Dạ được vâng, lọt cảm ơn. vào vòng trong. Cảm ơn Khánh ha. Rồi chào em. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Nghe rõ ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hoa, em sinh năm 92. Hiện tại thì em đang làm điều dưỡng ở một bệnh viện ở Đồng Nai. Chỗ ở hiện tại của em thì là ở thành phố Biên Hòa. Mình làm bệnh viện gì chị? Em làm ở bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Ôi trời. Rồi mình chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình giùm em đi chị Hoa. Về tính cách đó thì em thẳng thắn, em nhiệt tình, với lại em biết nấu ăn. Còn điểm mạnh thì hình như là em khó bắt chuyện với người lạ. Điểm yếu là khó bắt chuyện rồi lạ rồi. Về tình trường của mình như thế nào rồi? Mình đã trải qua mấy mối tình? Mình đã lập kết hôn chưa? Như thế nào? Mình chia sẻ cụ thể giúp em không? Em chưa từng kết hôn. Em trước đây thì em cũng chưa có quen bạn trai gọi là chính thức, vì nói chung là cũng chỉ tìm hiểu sơ lược qua thôi, là không cùng quan điểm thì thôi, em không có quen nữa. Còn với lại em cũng lo làm á, em cũng không có quan tâm lắm cái chuyện mà cần phải có bạn trai á. Vậy là ba mươi mấy năm nay là vẫn chưa bị nắm tay, vẫn chưa đi chơi này kia luôn. Dạ đúng Chưa quen ai luôn, chưa tìm hiểu luôn. Rồi ở nhà mình có hỏi chị chưa, sao mà chị đến với cái chương trình? không? Cái đến cái chương trình là vì bạn của em, bạn chưa có một nhóm bạn thì đứa nào có người yêu hết rồi đó, xong rồi nó thấy em chưa có thì nó đăng ký chương trình cho em. Bạn đăng ký chương trình là bạn muốn lên chương trình hay là mình muốn lên chương trình mà nhờ bạn đăng ký hay như thế nào? Tại vì khi mà lên chương trình thì mình phải là người tự nguyện đi tìm người yêu cho mình chứ không phải là bạn bè hay bất cứ ai ha. Tức là bình thường thì cũng nói chuyện là cũng muốn đăng ký chương trình này, nhưng mà chưa có muốn đăng ký, là cũng biết chương trình cũng muốn đăng ký nhưng mà chưa có can đảm để đăng ký. Xong rồi bạn như vậy thì nó mới đăng ký Đăng cho ký em. giùm. Rồi nói chung là bây giờ là mình đủ can đảm để mình lên sân khấu tìm một người phù hợp với mình chưa? Dạ cũng được. Cũng được rồi đúng không? Ổn không? Dạ ổn. Ổn, ổn ha. Rồi. Chưa quen ai luôn, ba mươi mấy mùa xuân chưa chưa tìm chưa chỉ tìm hiểu sơ lược thôi. Nhưng mà cái Dạ. người đó như thế nào mà mình không thích, mà mình không tìm hiểu mình ngưng. Dạ, tại vì không có cùng quan điểm sống đó chị. Quan điểm sống của họ như thế nào khác với mình? Giống như là giống như em thì em muốn là cái gì cũng phải là rõ ràng là rồi ra trước, nhưng mà có một hai người thì cũng muốn là kiểu giống như là em thì em quan điểm của em là hôn nhân trước và tình dục sau, nhưng mà có một số người thì người ta nói là giống như trong cái quá trình đó thì người ta cũng muốn những cái chuyện như vậy luôn, nhưng mà em thì em không đồng ý như vậy, nên là thôi em hợp, nên là từ đó thì sau là hầu như là em chỉ là
em đi làm rồi em chăm sóc bản thân, em làm những cái việc em không có quan tâm lắm về chuyện mà không hiểu. Để mà mình vẫn là con gái luôn. Rồi thì bây giờ mình mong muốn gì, mình tìm một cái mẫu người đàn ông như thế nào để phù hợp với mình? Nói chung về ngoại hình thì ưa nhìn, chiều cao thì ưa nhìn, ưa nhìn cỡ nào, ví dụ cỡ anh Quyền Linh được không hay như thế nào đó, mình cho mình một cái mẫu hình nhất định đi. Chiều cao tốt nhất phải từ 1m68 trở lên. Biết người khác, mang tình cảm. Nếu mà người mà có công việc ổn định, có đạo viên chú giáo thì cũng tốt mà.